Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Sài Gòn ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì Tuấn Dương có đọc được một cái bài báo là về chi phí sinh hoạt tại Canada thì uh, uh, Tuấn Dương cũng uh, có một cái phép so sánh giữa chi phí sinh hoạt tại Canada và tại Việt Nam để quý bà con cô bác có thể tham khảo. Uh, vì uh, trong khán giả trong kênh của Tuấn Dương thì cũng có rất nhiều khán giả từ Mỹ, Úc, Pháp, Canada, Tunisia, thổ nhĩ kỳ. Iran Iraq bồ đào nha tây ban nha nga việt có đủ cả thậm chí là việt kiều lào việt kiều campuchia cũng có luôn nhưng mà hôm nay thì tuấn dương sẽ uh, tham khảo cái chi phí sinh hoạt tại canada đồng thời là so sánh với cái chi phí sinh hoạt tại việt nam để mà kể một cái câu chuyện với quý bà con cô bác để khi mà quý bà con cô bác nếu mà muốn về việt nam uh, sống thì uh, có thêm cái thông tin để tham khảo thì thông thường Uh, mọi người vẫn nói là ở Canada là một cái nơi mà có cái điều kiện sống khá là lý tưởng. Uh, và cái mức sống thì phải chăng uh, tức là giá cả nó phải chăng hơn so với các cái quốc gia phát triển khác. Và theo tính toán thì mỗi gia đình sẽ chi khoảng 1600 uh, đô la Canada, tức là khoảng 20 cỡ và khoảng hơn 20.000 đô la mỗi năm. Và thống kê những cái khoản chi phí ở cái mức tối thiểu ở cái mức gọi là tiết kiệm đó mà một cái gia đình sẽ định cư tại Canada thì về nhà ở thì có các cái loại ví dụ như là căn hộ một phòng ngủ giá tại trung tâm thành phố thì từ 750 đến 1800 đô la Canada còn căn hộ một phòng ngủ xa trung tâm thì cỡ khoảng từ 650 đến 1400 đô la Canada còn căn hộ ba phòng ngủ tại trung tâm thành phố thì giá từ 1.200 đến 3.000 đô la Canada. Còn căn hộ 3 phòng ngủ mà xa trung tâm thì giá từ khoảng 1.000 đến uh, tức là 1.000 đến cỡ khoảng là 2.200 đô la Và cái tỷ giá đô la của Canada thì uh, giá cỡ vào khoảng trên 17.000 chút xíu thì thôi Tạm gọi Tuấn Dương cứ tính là 17.000 Việt Nam đồng cho nó dễ uh, Thực ra thì nó hơn cái số này như vậy thì Uh, nếu mà 1700 như vậy thì căn hộ một cái phòng ngủ ở bên này thì nó có cái dao động là cỡ khoảng từ uh, 17 triệu cho tới uh, 3.000 đô là cỡ khoảng 50 triệu thì uh, đó là cái cái từ căn hộ một phòng ngủ cho đến 3 phòng ngủ tức là giá cỡ từ khoảng là uh, thấp nhất là 650 đô thì nhân với uh, 17 thì cỡ vào khoảng trên 10 triệu một tháng uh, đó thì uh, tương ứng như vậy ở Việt Nam thì cái giá mà thuê uh, thuê các cái chung cư hoặc là các cái căn nhà thì mà để mà chúng ta có thể ở được thì Tuấn Dương nghĩ rằng giá của nó sẽ rẻ hơn giá nhà Canada rất là nhiều chúng ta có thể thuê ở những các cái nhà ở vùng ven hoặc là những cái căn hộ thậm chí nếu như mà chúng ta ở phòng khách sạn ví dụ như là giá là 60 đồng một sáu 60 đô la Mỹ hoặc là ba đô la Mỹ một tháng thì một tháng chúng ta chỉ ở khoảng 1 ngàn đô thì um, nó cũng cái về cái tiền nếu mà giả sử để mà thuê để ở thì nó tương đương uh, nhưng mà uh, nếu như mà uh, chúng ta mà uh, um, ở có nhà ở Việt Nam rồi đó thì cái chúng ta không phải bỏ cái 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 tiền thuê nhà À, như là Canada. Còn nếu mà về cái giá à, ăn uống á, thì ở nhà ở ở tại nhà hàng bình dân à, tại Canada thì theo à, cái số con số thống kê cho biết thì à, cái mức ví dụ như là McDonald Max McDonald Max thì giá khoảng là à, 10 đô la Canada cho một cái sản phẩm. Còn à, ở các cái nhà hàng bình dân thì cỡ khoảng 15 đô la Canada à, cho một cái món ăn. Thì nếu như 15 đô la Canada thì ở Việt Nam là nếu mà tính ra nhân, nhân với 17 thì cỡ khoảng hơn 200 ngàn trong cho một món ăn thì cái mức ăn uống này thì Tuấn Dương nghĩ rằng nó cũng tương tự như ở, ở ở Việt Nam. Nhưng mà nếu mà bia bia thì bia nhập khẩu lon ví dụ bia ba ở bên đó là 7 đô la Canada. Tức là cỡ vào khoảng 7, 7, 9, 11 là 7. Cỡ vào trên 100 ngàn cho một lon thì ở Việt Nam rất là rẻ. Cỡ khoảng 10, 12 ngàn đã có một lon bia rồi. À, còn cái tiền uh, uh, chợ, tiền chợ hàng ngày thì uh, thấy uh, thì uh, mọi người nói rằng sữa là cỡ khoảng 2, hơn 2 đô la một uh, lít. Bánh mì trắng là khoảng uh, 2,7 đô la. Gạo là khoảng 3,8 đô la uh, một ký, trứng 12 quả là cỡ khoảng 3,3 đô la, rồi bò thì khoảng 13,6 uh, đô la, chuối thì 1,75 đô la một ký, cam thì một ký là khoảng uh, 3,7 đô la, uh, rồi uh, cái uh, thuốc lá Marlboro là cỡ khoảng 13 đô la, thì uh, ở Việt Nam thì ví dụ như là bò thì hiện nay cỡ họ bán cỡ khoảng từ 250 tới 300 ngàn một ký tùy loại. Còn táo thì đa số là táo nhập từ Trung Quốc hoặc táo Mỹ nên là Tuấn Dương cũng không nắm được giá. Còn chuối thì họ bán theo nải. Ví dụ như ở đây mà bán một ký này là 1,75 tức là cỡ vào khoảng hơn hơn 20 ngàn một ký nhưng mà không biết chuối ở đó là đông lạnh hay là chuối thường còn ở Việt Nam thì đa số là chuối tươi nhưng mà cũng có những trường hợp là chuối đó là bị họ ướp hóa chất à, nước ở Canada thì thấy họ bán là khoảng 2,2 đô la cho một lít ở Việt Nam một cái chai nước suối một lít rưỡi thì họ cỡ họ bán khoảng 10 đến 15 ngàn tùy theo còn tiền đi lại thì taxi một km ở Canada thì khoảng 1,8 đô la tức là một cỡ vào khoảng ba chục ngàn cho một cây số ở Việt Nam thì cái cây số đầu tiên thì họ cũng tính khoảng hơn hai chục ngàn rồi còn một giờ taxi ở bên đó thì là 33 đô la tính ra là khoảng 500 ngàn còn ở Việt Nam thì họ không tính theo giờ mà thường họ tính theo cây số xăng ở Canada thì họ tính là khoảng 1,16 đô la Canada cho một lít còn thì có có lẽ là nó cũng tương đương với cái mức giá như ở Việt Nam à, Còn về điện, nước Tức là các cái chi phí hàng tháng cơ bản như là điện, này, sửa này Bởi vì Canada thì có 6 tháng là mùa đông, 6 tháng mùa hè à, Các cái chi phí như điện, sửa, làm mát, nước, rồi rác thì cỡ khoảng 140 đô la à, Canada một tháng thì cái này có vẻ là mắc hơn như ở Việt Nam Ở Việt Nam thì điện thì họ tính là khoảng à, trên 2 ngàn một số một số điện, còn rác thì chừng vài chục ngàn một tháng. Nước thì cũng dùng theo đồng hồ, cỡ khoảng hai chục ngàn một khối. À, rồi à, tiền điện thì cứ xài bao nhiêu trả bấy nhiêu thì thông thường như Tuấn Dương xài thì cỡ khoảng một tháng, cỡ khoảng hơn một triệu thì là vừa điện, nước, rồi rác. À, tiền Internet ở bên đó thì có vẻ khá là mắc. Tức là Internet ở đó thì là khoảng à, gần 70 đô la Canada trong một tháng. Nhưng ở Việt Nam thì chúng ta chỉ cần đóng cái gói chừng khoảng 200 ngàn Cỡ vào khoảng hơn 10 đô la Canada là chúng ta có thể ok rồi Còn chi phí mà đi tập thể dục hàng tháng ở Canada thì Thấy họ nói rằng là cỡ khoảng 50 đô la Ở Việt Nam thì hôm trước hỏi Lý Hương thì Lý Hương nói rằng là Nếu mà đi tục tập thể dục thẩm mỹ thì đâu cỡ khoảng 1 triệu đồng đó Thì có vẻ như là nó cũng rẻ hơn rồi vé xem phim ở Canada thì khoảng 13 đô la cho một lượt. Ở Việt Nam thì vé xem phim có vẻ rẻ hơn, nó chừng khoảng vài chục ngàn thôi. Tiền chăm sóc trẻ trung bình, trẻ em mẫu giáo hàng tháng thì cỡ khoảng gần 1 ngàn đô la mà. Canada, còn ở Việt Nam thì nếu mà học trường quốc tế thì cũng mắc. Còn nếu mà học trường mẫu giáo thì cỡ khoảng vài trăm ngàn vì vẫn được nhà nước bao cấp. À, giá trung bình mỗi cái căn hộ, à, mỗi mét vuông của căn hộ thì nó cỡ vào khoảng 4.000 Tức là khoảng 5.000 đô la Cho 1 mét vuông Thì rẻ hơn rất là nhiều so với ở Sài Gòn Ví dụ như ở Sài Gòn thì Ở cái phố đi bộ Nguyễn Huệ Hoặc là phố Đồng Khởi đó Thì họ bán là tới khoảng 1 tỷ 2 1 tỷ 200 triệu đồng cho 1 mét vuông Còn giá nhà nước đưa ra chỉ là 200 triệu thôi Thì đó là một số Những các cái chia sẻ của Tuấn Dương Để giúp bà con có thể nắm được Các cái mức giá chung đúng ra thì phải làm một cái bảng so sánh nhưng mà thôi hôm nay Tuấn Dương cũng chỉ nói uh, chơi chơi như vậy để quý bà con cô bác biết thêm các cái uh, mức sống ví dụ như ở Việt Nam thì như hôm trước bà có nói là nếu mà một người già mà sống thì cỡ khoảng 10 triệu đồng uh, 10 triệu đồng thì cỡ khoảng đô Mỹ thì cỡ khoảng uh, hơn 400 đô la Mỹ 400 trăm rưỡi còn Canada thì chắc cỡ khoảng uh, uh, 600 chưa tới 600 đô la Canada là một người có thể sống nếu mà có nhà ở Việt Nam rồi à, thì video clip của Tuấn Dương hôm nay xin phép được kết thúc tại đây cảm ơn quý bà con cô bác đã quan tâm theo dõi và hãy đừng quên like cho video cũng như là đăng ký kênh YouTube Sài Gòn ngày nay quý bà con có thể để đính chính lại giúp Tuấn Dương xem là cái chi phí sinh hoạt tại Canada mà Tuấn Dương tham khảo có được thì nó đúng hay là nó chưa đúng rồi hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip kế tiếp